Không gian nhà anh mình hơi chật. Hôm nay giao hàng cho anh của mình các bạn. Quá nhìn đẹp. Bộ đội á. Bộ đội thì hiện ngày rất nhiều. Con làm ở tỉnh này không? Không, em còn làm ở bên phòng không thôi. Còn ở đây thì em thấy tôi đầu lương nó cũng chính. Cô sợ kê rồi.